Hello anh em, lại là Long đây. Và hiện tại thì khi đi mua tai nghe, anh em sẽ thường đặt ra những câu hỏi gì? Lựa chọn mua tai nghe có dây hay là mua tai nghe không dây? Và thực sự thì theo như mình thấy thì trên thị trường, tai nghe không dây đã rẻ hơn rất nhiều và đã đa dạng về chủng loại hơn rất nhiều so với những năm về trước. Thế nhưng mà người Việt Nam vẫn chưa thích sử dụng tai nghe không dây cho lắm vì rất nhiều lý do, và trong video này thì mình sẽ làm rõ một vài lý do đó. Và so với những năm về trước thì mặc dù tai nghe không dây đã đa dạng và có mức giá thấp hơn rất nhiều, và nếu như bạn muốn mua một chiếc tai nghe không dây nghe ok một chút thì giá cũng phải khoảng 1 triệu trở lên. Trong khi đó thì tai nghe có dây nghe được và có thương hiệu thì chỉ cần 500 đến 1 triệu là ổn. Chính vì vậy nên xét về tính kinh tế thì tai nghe có dây vẫn phổ thông hơn so với tai nghe không dây. Tai nghe có dây có cùng tầm giá thì sẽ nghe hay hơn so với tai nghe không dây. Điều này là hoàn toàn đã được xác minh bởi nhiều người sử dụng. Và một minh chứng rõ ràng đó chính là đối với những chiếc tai nghe có dây thì các bạn có thể sử dụng thêm DAC và những chiếc âm ly để nâng cao chất lượng âm thanh cho chiếc tai nghe của mình. Còn đối với những chiếc tai nghe không dây thì đang bị giới hạn về điều đó. Vì nếu như các bạn chơi một bản nhạc quá nặng mà trong khi đó thiết bị phát ra chỉ là một chiếc smartphone thì làm sao có thể truyền tải được đến những chiếc tai nghe không dây một cách nhanh nhất và có dữ liệu tốt nhất được. Mà vì vậy thì việc phát triển công nghệ truyền dữ liệu sẽ là hướng phát triển của tai nghe không dây. Trong khi đó đối với tai nghe có dây thì phát triển về chất lượng âm thanh sẽ là hướng đi tiếp theo của chúng. Với lý do thứ ba đó chính là trải nghiệm trên tai nghe không dây sẽ không được liên tục như trên tai nghe có dây. Và nếu bạn cần một chiếc tai nghe nghe liên tục cả ngày thì tai nghe không dây có thể làm hết pin và gián đoạn quá trình chơi nhạc của bạn. Và chưa kể tới việc là nếu bạn mua các loại tai nghe không dây giá rẻ thì rất dễ gặp tình trạng va kết nối. Còn với trên những chiếc tai nghe có dây giá rẻ sẽ không thể nào gặp phải tình trạng này. Và lý do thứ tư là tai nghe Bluetooth sẽ mất nhiều thời gian kết nối hơn so với những chiếc tai nghe có dây bình thường. Và kể cả những thao tác trên những chiếc tai nghe không dây sẽ mất nhiều thời gian hơn và tốn nhiều thao tác hơn so với những chiếc tai nghe có dây. Ở thời điểm hiện tại thì có một số hãng tai nghe không dây có tích hợp NFC để việc kết nối với tai nghe không dây trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng mà so với việc cắm dây vào là nghe như tai nghe có dây bình thường thì tai nghe không dây vẫn có khá nhiều điểm bất tiện. Và vừa rồi thì đó chính là 4 lý do mà khiến cho những chiếc tai nghe không dây vẫn chưa được phổ biến bằng so với những chiếc tai nghe có dây. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy để lại chia sẻ và cảm nhận của mình ở dưới phần comment nhé. Còn video của mình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye bye!